Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40 đô tốc cần test nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tao sẽ tắt jackpot nè bạn. Rồi các bạn join kênh group nè. Rồi tiếp tục. Sorry để mình bắt up lại cái kênh Telegram khác các bạn. Rồi bạn join kênh group, bạn bắt up lại, bạn join tiếp kênh seller nha bạn. Sao kỹ vậy ta? Rồi bạn mình bắt up lại nha bạn, bạn mình chat. Rồi tiếp tục con lướt cấp cha nè. N B H E V T N. Chính xác 100%. Sorry các bạn, sai các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn, này chính xác. Ok, các bạn bấm vào forecast nè các bạn. Các bạn sẽ được 40 tốc cần TDS nè, một tốc cần TDS bằng khoảng 5 UTT. Bấm chọn này drop nè. Rồi tiếp tục bạn follow tại Twitter nha các bạn. Ồ, dự án này khá là ngon rồi các bạn. Rồi trên tại Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Rồi các bạn copy hata nó giúp mình các bạn. Tan ba người bạn vào nha các bạn. Rồi bạn sao chép nè. Rồi các bạn vào đây bạn Binance Messenger nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tại Twitter nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Rồi, các bạn tweet lên cho các bạn. Các bạn tăng ba người bạn mình dưới hashtag nha các bạn. Rồi bạn bắt up nữa nè. Bạn bấm nhấn submit tên. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile tới Twitter mình nha các bạn. You submit the Twitter profile link. Coi kỹ lực cho cẩn thận chút thôi các bạn ơi. Rồi các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ check liên kết nè. Các bạn bắt up lên các bạn. Giờ bạn dán vào đây nè. Cho bot nè. Tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB Smart Chain với chocolate cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 40 top cần test nè các bạn. Các bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè những thân để kiếm được cần các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.